Xin chào anh em San Vertu đây. Hôm nay có một anh khách hàng gọi điện cho em giọng rất là hoảng hốt, nói là điện thoại của anh vừa mới bị rơi từ trên tầng 2 xuống, đứt làm đôi, đứt làm hai phần riêng biệt nhau luôn. Dây dợ mạch điện tử long thong của ra. Anh ấy có hỏi em là điện thoại này của anh bị đứt làm đôi như vậy thì có sửa được không hay là phải mua cái mới. Thì em có bảo anh ấy là cứ bình tĩnh gửi về đây, đứt làm 2, đứt làm 3, đứt làm 5, làm 10 thì đến tay em vẫn sửa được hết. Bây giờ anh em cùng xem mà chiếc điện thoại này sau khi phục chế thì trông nó sẽ như nào nhé. Để mà có thể phục chế được chiếc điện thoại Vertu này thì bước đầu tiên là chúng ta phải tháo tung chiếc điện thoại này ra. Bước sau khi chúng ta tháo điện thoại ra thì chúng ta phải lấy một cái cục đế mới để thay cho cái cục đế cũ đã bị hỏng và đứt rồi. Cái cục đế này nó có tác dụng là bắt sóng điện thoại và có một cái loa bên trong như này. Nếu mà không có cục đế này thì sẽ không có sóng điện thoại và không có cái loa chuông. Vì vậy là chúng ta phải lấy cục đế mới để lắp vào. Khi đã lắp được cái chân đế vào thì chúng ta sẽ hoàn thiện lắp tiếp các mảnh ghép còn lại của chiếc điện thoại Vertu vị trí nào vào đúng vị trí đấy như ban đầu. Chiếc điện thoại Vertu sau khi được phục chế anh em nhé. Sau khi được phục chế, chiếc điện thoại Vertu này sẽ hoạt động cách bình thường. Đấy, như anh em thấy là sóng nó đã có rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tiếp vấn đề là nhạc chuông của nó, xem cái chuông của nó trước đây nó đã bị mất rồi thì bây giờ là chuông của nó có hoạt động tốt lại được không. Chúng ta sẽ nghe thử chuông trong phần cấu hình. Như vậy là nhạc chuông Vertu đã vang lên rồi, đây là một nhạc chuông bản quyền của Vertu. Không cần phải lưu. Ok, như vậy là chiếc điện thoại Vertu đã được phục chế thành công. Anh em nào mà quan tâm đến dòng điện thoại Vertu, quan tâm đến chiếc điện thoại nào thì cứ inbox với em qua số điện thoại 0965096886 hoặc kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0965096886. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.